Sáng nay 20 tháng 5, tỉnh Bình Dương phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương. Tham dự hội thảo có các ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân, lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Dự hội thảo có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh. Nhân hội thảo kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua, tôn vinh các nhà khoa học và nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học công nghệ. Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, cùng với phát triển công nghiệp dịch vụ, tỉnh còn chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, nông nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, dần định hình và phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Đạt được thành tựu này là nhờ sự chủ động hợp tác chặt chẽ, linh hoạt giữa hai ngành khoa học công nghệ và nông nghiệp bằng việc tích cực triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, tạo tiền đề cho việc đổi mới sáng tạo, phát triển đồng bộ nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hội thảo khoa học với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sức bật cho nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Dương là một sự kiện mang ý nghĩa hết sức thiết thực, gắn kết thành tựu 15 năm thực hiện nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua hội thảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tin tưởng sẽ là sự khởi đầu cho các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ có ý nghĩa lớn trong thực tiễn như thí điểm mô hình làng thông minh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao. Hội thảo là cơ hội để đánh giá tầm quan trọng của khoa học công nghệ, cũng là định hướng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Tại hội thảo, các doanh nghiệp, viện trường, các chuyên gia, nhà khoa học, hợp tác xã đã thảo luận, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như đưa ra những giải pháp hay để đưa lĩnh vực nông nghiệp Bình Dương ngày càng phát triển bền vững và hiện đại. Trọng tâm có các nội dung, thực trạng và định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương, vai trò của khoa học công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, vai trò của vi sinh vật trong nông nghiệp vì sự sống, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhìn từ khu nông nghiệp công nghệ cao U và Y, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất chất lượng và giá trị sản phẩm của tập đoàn Anova Việt Nam, dịch vụ kết nối thương mại quốc tế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển ngành nấm theo hướng công nghệ cao, vai trò của tre và môi trường trong sức bật của ngành nông nghiệp sạch, tưới nhỏ giọt, giải pháp phân phối dinh dưỡng và thuốc bảo vệ thực vật tối ưu cho cây trồng. Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Bình Dương đến nay là năm thứ 13, thì trong 13 năm qua chúng tôi đã tìm tòi và nghiên cứu nhiều cái mô hình kiểu mẫu về cây trồng ứng dụng công nghệ phù hợp tiên tiến với thế giới để tạo ra cái cây trồng có giá trị năng suất và chất lượng cao, đồng thời là chúng tôi xây dựng được cái thị trường trong và ngoài nước. Tất cả các quy trình chăn nuôi bò sữa tại trang trại đều áp dụng công nghệ hết 100%. Ví dụ như về khâu chăm sóc thì chúng tôi ứng dụng công nghệ là TMR, có nghĩa là Total Mix Ration, là trộn rãi thức ăn hỗn hợp, nó phù hợp với từng lứa tuổi bò, từng nhóm bò. Hoặc là về cái thu gom phân thì chúng tôi cũng hoàn toàn áp dụng máy móc 100%, thu gom máy cào phân rồi đưa về cái máy tách ép phân và đồng thời là xử lý nước thải cũng bằng công nghệ. Rồi chúng tôi vận hành quản lý trang trại bằng công nghệ phần mềm quản lý đàn. Nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới tiên tiến trong sản xuất nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững ở Bình Dương.